Được rồi, mình chấp hai luôn cho đấy. Chấp hai luôn, không có ngại gì hết á. Rồi. Thủ bạn ơi, kìa, hai hai bạn này nhát, nhát thế nhở, ai à, ai ai à. Hóng hớt, hóng hớt. Đấy. A few moments later. Gì đấy? Anh tôi rén đấy em ạ. Rén, rén, chém không lên máu luôn. Tôi đi, ảo chưa? Ôi lại là cái anh tơ bật dày nè. Để em tiến anh đi một đoạn. Thủ cung cứng đấy, thủ cung cứng đấy. Thủ cung cứng đấy. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Rùa đây. Thì hôm nay mình sẽ làm về cái cận chiến, đó chính là dao bướm anh em ơi. Vâng, một phiên bản cosplay của CSGO. Y chang luôn anh em ạ, chả khác cái gì luôn. Sởi mốc ạ. Nghệ thế nhở. Vâng, thì cái cận chiến này anh em phải sở hữu đến tận cái sự kiện quay găng tay mèo anh em. Anh em phải quay tận hết 7 cái găng tay mèo thì anh em mới có thể sở hữu được cái cây này. Đây rồi, em hàng, em hàng. Ơi bạn ơi, bạn bị nó lừa rồi bạn ơi. Ôi rồi ôi, thế là bạn bị lừa rồi, bạn đen lắm. Từ từ bình tĩnh bạn. Ôi chết luôn kìa. Đây đây đây, để mình tiết cái dao bướm cho anh em xem. Móc ra rất là lâu nha. Ui giời ơi, xiên, một xiên. Một cái cận chiến nó rất là màu mè và loẹt loẹt. Móc ra, ấy, ấy giời, nghệ thế nhở. Ôi ôi, mỗi tội móc ra như này là hơi chậm nha. Được cái đẹp thôi anh em ơi, nhưng mà chậm vãi cả trưởng á. Ông nào thích kiểu delay thì có thể sở hữu em cận chiến này. Ui đi luôn kìa. Ôi ôi, tá, tá giúp nháy. Ui giời ơi, ngon. Em liếm luôn. Đây đây đây, mình sử dụng hình như này vào, mình sử dụng hình như này vào. Vô đây bạn ơi. Đấy, ơi, nó đam to thế nhở. Sao cái team B này giờ này nó đam nó cứ khủng bố thế nào ấy nhở. Chơi không? Ok, anh Tơ này vào đây làm gì vậy? Được rồi, mình chấp hai luôn cho đấy. Chấp hai luôn, không có ngại gì hết á. Rồi. Ok, thủ bạn ơi, kìa, hai hai bạn này nhát, nhát thế nhở, ai à, ai ai à. Hóng hớt, hóng hớt. Rồi đấy. Cái thằng lợn này nó trên chiến thuật gì đấy? Anh tôi rén đấy em ạ. Rén, rén, chém không lên máu luôn, tôi đi, ảo chưa, ảo chưa. Tao không cào rồi, solo mà chưa dạy. Mình vậy, thanh niên đứng đứng hồi máu á. Cái cận chiến này chém yếu cực anh em ạ. Đầu tiên mình nghĩ là nó phải chỉ chém như Karambit cơ. Nhưng mà không nha, nó móc ra cực chậm, được cái là màu mè. Chém thì cực yếu, nhưng bù lại thì về giao diện thì em nó cực kỳ đẹp. Animation gọi là tuyệt vời. Còn lại mình thấy không có một tác dụng gì ở trong chế độ chiến đấu của chúng ta đâu. Đấy, móc ra rất lâu nhỉ. Móc ra phải 2 giây ấy. Đấy, đây đấy anh em ạ, móc ra lâu cực. Móc ra này thì mấy em zombie nhấp nháy có thể đi hai vòng trái đất rồi quay lại solo với mình cũng được. Úi giời, nghệ thế không biết. Đây, 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 đây. Để em đơm thằng này. Ôi lại là cái anh tơ bật giày nè. Để em tiến anh đi một đoạn. Thủ cung cứng đấy, thủ cung cứng đấy. Thủ cung cứng đấy. Rồi tiếp tục nhé anh em ơi. Đây delay cực kỳ đẹp, delay cực kỳ đẹp. Vâng, xiên nè. Úi xài anh ngầu. Hèn. Liếm luôn. Vâng, anh em phải thấy là cầm cái này vừa đi vừa ba cua múa múa nó cũng phải gọi là ngầu đét đúng không anh em. Ở cái gì đây? Sao lại những con hàng lại dâng tới tận mồm thế này? Đấy, đấy, ôi trời đẹp. Đứng lại con lợn này, đứng lại. Đúng rồi. Vô không? Vô không, vô ngay. Đỡ làm sao được đúng không? Dao bướm đấy. Úi sợi, úi giời, móc cực đẹp. Ôi, kiểu cầm cái này vô ba cua nó cứ tự tin thế nào anh em ạ. Bây giờ mình nhảy chưa thấy hụt phát nào. Nó phải gọi là tăng cái độ tự tin và cái độ nhảy mượt của mình lên lại tận 200%. Nhảy cực kỳ mượt. Đây đây, có chị tá đây rồi, mình sẽ dụ chị tá vào có một cái vị trí nào đó.
hai chúng ta vừa ui ui ui, anh em thấy không, chuột phải xong rồi nhưng nó phải quay, nó quay một vòng nữa cơ, nó rất là màu mè, nó không có kiểu liên tục chém được. Cái animation của nó khó chịu thật, chém một phát đuôi là phải quay, chém một cái là phải quay đó. Ui lại phải đấu ui. Chuột trái thì nó không bị delay như vậy, nhưng mà chuột phải thì nó bị anh em ạ. Chuột phải thì nó có, sẽ có hai ứng chém. Đây. Mày định bệnh, một phát chọc và một phát chém ngang. Được, mình làm thêm anh tơ nữa là hết đẹp bài ấy. Ui anh tơ cấp cuối phun máu à. Bắn bao giờ mới đi. Ui thằng nào bút cánh. Ê, tí đi, anh tơ nguy hiểm quá nhá. Đấy. Chọc. Đó, chọc cái. Chọc xong nó có hiệu ứng gọi là nhấc dao lên đấy anh em ạ. Vâng. Tuy đi chiến đấu nhưng mà chúng ta không quên làm mấy cái nhiệm vụ màu mè. Ôi. Được. 10 điểm cho gọi là việc làm màu. Đây, cơ hội của mình đây rồi. Đây. Không ghét được. Dụ được chị tá này vào nhà thì ngon. Đây rồi. Cơ hội, dụ. Ok. Chị đứng ngoài này mấy bà Z liếm ghê lắm. Cái dao bướm này mình lại móc ra khá là lâu nữa. Móc ra gần cả gần 2 giây ấy. Đây, cơ hội của mình đây rồi. Giả vờ AFK hết sọt vàng ngay. Có cái lịt. Mình luôn luôn ở trong tư thế gọi là phòng bị, những thanh niên sẽ quay lại và chém mất mình cái giáp. Đấy, đẹp chưa? Ơi sao? Sao nó có cái ông cấp cuối ở đây này? Đây, hàng đây rồi. Ông cấp cuối này ông nhìn mình ạ. Ô, định mệnh để ông kia ao luôn. Thôi anh cấp cuối, anh về cấp 1 đấy. Ơi, anh cấp cuối em đấy nhở? Đi liếm được một thằng kìa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ngon đấy. Rồi tớ đi rồi, bạn là của mình. Ơ à, tại sao đáp lại tôi như vậy? Đứng lại. Sao ấy nhở? Vào đây đi bạn, đúng rồi. Ồ, Nhi ơi, làm tí không bạn? Ui ui ôi, pha chụp phải về mất giáp. Lừa đảo thế giới ảo đi nhờ. Mấy ông trận chồng chó nhau kìa. Ý. Rồi bạn đi với mình rồi. Ui móc ra lâu quá. Đây mình sẽ test đam anh em xem. Đam này yếu cực anh em ạ. Nè, chém cái này chắc mất giáp rồi nhá. Ôi, đừng bậy. Ngồi chém cả mấy giây. Thằng nhỏ đi vệ sinh xong quay lại vẫn thấy mình đang dự rỉa máu đó. Úi giời. Ê cái gì đây, cái gì đây? Nhi ơi bình tĩnh thôi. Bà không chiếm được thân xác của mình đâu. Đừng ham hố nữa, đúng rồi đi. Anh ơi, giờ me mình hơi nhiều nhá. Ơ trời, quan giao có hẹp thế nhở. Còn đi chỗ khác đi. Đúng là người ta bảo câu là nghiện thuốc thì có thể lào cai, nhưng mà nghiện trai thì đầu thai mới hết. Thanh niên Nhi này là thuộc phận là kiểu đam mê mình quá rồi, không muốn bỏ mình hay sao. À, mình thấy thanh niên Nhi trong góc rồi nhá. Từ từ mình xiên thanh niên gái. Mày. Rồi. Nào. Chạy đâu. Chạy đi đâu. Ôi mất giáp luôn ạ. Tôi xong rồi. Chủ quan cái là mất luôn cái băng bảo vệ. Đời dai. Tí mất. Dạ. Bạn lùi thì mình bắn. Xông lên thì mình chơi. Tơ ao rồi à? Nhi ơi đừng có dụ mình, có thằng ở góc trái này đúng không? Từ, biết gãy thằng lì nó đã flash mà. Ui, vỡ đầu luôn rồi.
Thì xiên luôn anh em ơi. Nhân, 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 xiên luôn. Xiên, xiên, ui, tí xiên thành công. Anh em đã thấy sự nguy hiểm của mình chưa? Nguy hiểm chưa? Bóc lốp nó phải gọi đỉnh có chót. Cầm cái này định mệnh đi móc lốp cũng vui phết anh em ạ. Đàm nó yếu một tí thôi, nhưng mà gọi là đi lâu lâu móc thì gọi là chó ngáp phải ruồi thì được liếm nào miếng nào hay miếng đó. 10, 9, 8, 7, 6, đấy, xa. Chém thử phải xong anh em thấy nó còn quay quay một phát ở tay nữa cơ. Xong tí nó mới delay về cho anh em phát chém thử phải thứ hai. Đấy, móc ra thì mất quay mong 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 mong. Kìa 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 sao lại áp cả. Ơ, quẩy 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 quẩy. Bình tới, bình tới, bình tới, bình tới. Có AFK. Ơi ơi, AFK này ngon. Định mệnh bóc bóc vũ khí ra lâu quá anh em ạ. Định mệnh bóc vũ khí ra con hàng nó chạy mất tiêu rồi. Nó lìn đâu rồi? Trốn 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 trốn. Phá đám, phá đám. Bạn là cái thằng phá đám đúng không? Bạn cái thằng phá đám mình đúng lấy đúng không? Đi luôn. Ơi ơi ơi, cái gì đấy, lâu dài vậy, ông lâu dài ông bay lên đầu với tôi vậy. Hàng đến. Hàng, hàng, cưa, 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 chém, cưa, 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 ôi dồi. Vãi cả trường cả chiến. Cưa muốn đi phải mòn cả dao luôn. Vâng, cưa xong anh em phải thấy là mấy thanh niên đi vệ sinh xong rồi, quay ra vẫn thấy mình đang cưa. Rỉa máu là ác. Trời ơi. Quá khổ cho Nhi. Cố lên bạn ơi. Ồ, hồi sinh ở đây luôn, nhìn mình là sai lầm đấy nha, nhìn mình là sai lầm nha. À, mình có gây đam đâu, mình có gây đam đâu, sao cứ nhìn mình làm gì. Ôi, mình đi kiếm mấy bạn dân Minon, mình cứa tiếp. Đây, đây, đây. Để cho bạn tơ, bạn đi làm nhiệm vụ của bạn đấy chứ. Bạn cứ say đắm mình hoài cũng thấy tội. Đây, 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 con hàng này đây chứ đâu. Hàng ơi, mình đến với hàng đây. Hàng ơi, đừng chạy. Mình mất giáp rồi, xanh chín đi. Đừng, định mày thằng chớp ở dưới rồi. Chớp này đam mê, mày đam mê, mày đam mê. Được rồi, đối thủ tiếp theo của chúng ta chính là bạn đấy. Vô không. Chém này, chém này, chém này, xiên luôn. Thằng ghép nháy đi đâu rồi. Ủa, nó hồi phun cả máu ở trên này vậy ạ. Chạy đâu mà chạy đâu mà chạy đâu mà chạy đâu mày chạy hộ mày chạy hộ mày chạy hộ. Ôi giời, cái dạng bướm mày nó yếu quá anh em ơi. Ok thôi, clip của mình đến đây thôi nhá, bye bye mọi người.